đấy thôi. Đâu kêu. Hả? Ừ. Chờ đã. Ủa thế chọn lại cô làm tí không? Làm tí gì? Cụ trở lại chuyên môi môi này đi ẩn đây thích mấy cái filter này nhỉ? Hay là không mặc gì đúng không? Có mà. Mặc cái gì? Đổi áp à? Ok luôn. Hả? Hiệu ứng. Ô. Đấy, đặt ơi. Đó. Ôi, vừa thấy một cái thằng nào ấy. À, vừa thấy thằng nào nó ngồi ấy. Này. Ê, hả? Đợi, đợi anh lấy cái sạc ra. Ôi trời. Trời ơi. Này rồi. Lo kéo gì ấy em nhỉ? Ôi. Lo kéo đây. Ừ, nó bứt cái chân ra. Chuối quả trọng rồi. Ôi giời. Chuối gì đó. Người ta chọn. Chú muốn rồi. Ôi trời. Để chơi nhỉ. Hả? Này Long ơi. Là ra. Long ơi. Dạ. Sao anh để cái tiếng em bé? Anh để cái tiếng em bé. Nó đi cứ bị ù ở tai là sao? Chứ cái tiếng em bé là lo. Khi mà có cái gì rung rung ở nó không tiếng đấy. Không, lúc nào nó cũng có tiếng. Chứ để em bé nó có tiếng. Đúng không? Nếu mà phòng mà, phòng mà hơi ồn thì nó có tiếng đấy. Sờ tay vào mic phát im luôn. Đúng không? Nó hơi bị nhiễm điện bởi vì lại dùng máy cây. Ờ. À, anh để tì vào bàn. Anh đừng để tì vào bàn. Không tì vào bàn. Ờ. Ờ, tì vào ghế vào đâu ấy. Ừ, được. Không tì vào đâu. Ừ. Nhưng mà không có bị đâu. Ờ, đúng rồi. Vẫn bị. Vẫn bị. Thôi này mai kiểu hết. Đi trừ tà mai này kiểu hết. Im mồm. Đấy, nó im luôn. Tao sờ tay phát im luôn. Bê chơi kéo gì nhỉ? Ơi đồ. Ai thua? Hả? Ờ. Ai thua thì đặt đời. Ai thua thì đặt villa là trừ ma đúng không? Ờ. Ai thua thì làm thầy cúng. Ai thua làm thầy cúng à? Ờ. Thầy cúng thì làm gì nhỉ? Thầy cúng rồi này. Chùm chăn nhảy làm thầy cúng nhỉ. Nhưng không được về nhá. Chùm chăn làm thầy cúng. Chùm chăn phải làm ma chứ đúng không? Làm gì nó vui vui nhỉ. Bây giờ nhá. Bây giờ này. Tao bảo rồi. Cái gì cơ? Cái gì? Dạ. Cái gì cơ? Sao đâu ghế? Cái ghế. Ma xà. Ghế ma xà. Và. Đúng không? Chứ. Ừ, thằng này cũng thoát vị địa điểm rồi. Này. Bây giờ như này nhớ. Bây thằng nào thua. Ồ. Thì đóng giả con ma nhớ. Lấy chân đóng giả ma. Đúng không? Chứ. Ờ, chứ. Rồi. Lên kèo thôi. Ôi đi, mày phải chấp em nhớ. Ôi trời ơi. Bây giờ bên này có 10.000 view để chấp bao nhiêu? Bên này có 2.8. Đây là gọi là trừ đi trừ lại 10.000. Còn 10.000, 10.000 trừ 5.000 không bấm. 5 x 3, 15, 15.000. Phạm. 15.000 hơi ít đấy. Ít đâu mà ít. Bơ vơ. Bây giờ cho mình 15k em ơi. Ai thua thì đi em ơi. Nó quảng cáo một tí. Để ta vào nhạc nó quảng cáo một tí. Special mới. Với diện mạo mới. Follow me.
chở đoàn villa. Yêu cầu bất kỳ xe cho mày làm ma tao bắt. Bắt đây. Mọi người bấm tay chứ nhau để cho anh Đạt làm ma để em làm đạo sĩ. Tao làm một hộp nước kiến cho mày chết cả mày. Em cảm ơn chị Thúy Julie. Em cảm ơn chị Thúy Julie rất nhiều. Ồ, chưa đâu, chưa vâng. 3 con 8 cảm ơn chị Thúy Julie anh chị ơi. Em bảo là em không đi đi cho em và em quả đang hộp với chị Thúy Julie. Tăng 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 tăng. Cảm ơn Gia Huy. Ôi ba con chín cảm ơn Huy anh em ơi. Sợ ra chuối anh em ơi. Ra một chuối nè. Tăng 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 tăng. Yêu chứ em thấy này. Ảnh anh Gia Huy là em cảm ơn Gia Huy nha. Ôi trời ơi, mày chết chưa? Lão, ăn đi. Con ba con này, lão. Mấy con ba con này, tao chửi hết. Tao chửi hết rồi, còn mỗi mày thôi. Cảm ơn à, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Ngân, cảm ơn Quỳnh My, cảm ơn bé mèo, cảm ơn đừng cuộc, à quên, dừng cuộc chơi. Cảm ơn Đặng Thành Đạt đang trọng thân. Cảm ơn Châu Chị Tư, cảm ơn chị Thơm Nguyễn Thị, cảm ơn bé Chi, cảm ơn mọi người. Ôi, em cảm ơn chị Minh Kỳ. Cảm ơn chị Kali thôi. Này, nhà tao đón Tết từ 29 cơ. Ô trời, 29 còn lâu nha. Hôm nay bao nhiêu nhỉ? Hôm nay tháng mấy? Này, nhà tao tổ chức Tết từ tháng 6, nửa năm, đón Tết trước nửa năm. Rén rồi Long. Tuổi con hắt con. Tuổi dê đã ăn mè. Sợi, quả gấu trúc bắt ma này mày biết à? Này, này, tao bảo, mày có biết cái cành trúc của Quan Thế Âm Bồ Tát chưa? Đấy, Bồ Tát cho tao một cành trúc đây này, để đi trừ ma. Đấy, treo cái nào với trúc? Đó. Lão, cái thằng pháp sư đều này. Úi trời ơi. Trời ơi, trách gì à? Pháp sư đi dép. Úi trời. À, cành liễu à? Đây, đây, đây là cành liễu. Cành liễu không phải cành trúc đâu. À không, mình là gấu trúc. Đây là được tặng cành trúc. Anh cảm ơn hả? Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Ngân. Cảm ơn Quỳnh My. Cảm ơn bé mèo ăn đi. Cảm ơn Đặng Thành Đạt đang độc thân. Cảm ơn dừng cuộc chơi. Cảm ơn Châu Chí Tư. Cảm ơn chị Thơm Thị Thơm Nguyễn Thị. Cảm ơn bé mèo. Cảm ơn 13.000 anh chị em đã bấm tay giúp em nhá. Cảm ơn mọi người. Cái chuỗi mình đâu nhỉ? Ô hay lạ nhỉ. Thế thì chút chút ở đâu? Em cảm ơn đại gia đình nhà anh Gia Huy Trinh G92 rất nhiều. Em cảm ơn top 1 cho em.
toàn gái. Hai quả sầu riêng to như thế. Hả? Tôi bảo là hỏi anh Đạt xem có bán thuốc hồi trinh không. Ôi trời ơi, trời ơi à. Tôi trinh ở đâu? Thôi, bây giờ lên Google tìm đi. Xem là ở đâu bán thuốc hồi trinh không? Chứ ở nhà em không có. Nhà em chỉ bán niềm vui thôi. Em làm mơ không? Ôi dồi ôi, chồng Đạt ơi, em là Hành. Ôi dồi ôi, về, tao về củ Hành đây. Sợ lắm. Em về củ Hành đây, này thì chồng Đạt ơi. À không, em là Gấu Trúc. Em là Gấu Trúc. Lại chồng Hành ơi, đây là Gấu Trúc các bạn. Nào, từ từ, đợi một giây. Mày ở nhà hay tao ở nhà? Anh ở nhà thôi. Ờ. Từ từ. Mình đi tìm được rồi. Ma kìa, nhảy đây. Ôi. Chống lại đây. Ma tao thấy chống. Chào cô, chào. Ma múa quạt thấy chưa? Pháp sư ở đây chứ pháp sư ở đâu? Vớ vẩn, ôi trời ơi. Hoa! Hoa! Ôi trời. Mày đi vào đây tao hỏi danh tính của mày. Mà đợt này mày lúc Hành như thế. Con ma kia. Con ma kia. Đạt ơi. Mày từ đâu lên? Ta từ trên trời xuống. Ma nào ở trên trời mày bị dở hơi à? Ta từ trên trời xuống. Ta từ điện Ngọc Linh Tiêu xuống đây để làm ma. À thôi à. Thế bây giờ có thèm lấy vợ không? Hả? Mà nói đến thèm lấy vợ không hả ngay? Có thèm hay không? Có. Thế bây giờ nhá. Mày ôm một cái gối ra đây, tao cho mái đường. Lấy vợ phải lấy liền tay. Các cụ bảo rồi, lấy vợ phải lấy liền tay, lấy vợ phải lấy liền tay, lấy vợ, được đi lấy vợ, được đi lấy vợ rồi. Được ôi, đi lấy ôi, vợ, ôi trời ơi, ôi trời ơi, đi lấy vợ mà đi hồi hộp thế. Được đi lấy vợ rồi. Thế lại chồng Gấu Trúc của em ơi. Ôi trời ơi, mệt với mấy mụ quá. Được. Đừng giành giật nhau nữa. Đánh nhau vỡ đầu chảy máu hết rồi. Các con vợ ơi. Ngoan nhá. Đừng đánh nhau nhá. Được đi. Lấy vợ rồi. Hả? Nào. Ôm chặt vào vợ đi. Đợi tao quảng cáo đã. Nhất bài thiên đi ạ.
ở trời. Ừ. Rồi, nhị bái cao đường. Có nghĩa là vài bố vài mẹ đây, đúng rồi. Vài tao này. Ừ, bố lại. Hai này. Này, mày vài đấy mày đập chết con dâu rồi. Ừ, xanh hồng tươi nhưng không có điên nha. Vu thế sao bái lại chết đi thế bỏ nó để để ở đi ra thôi không điên à. Chồng hư nhở hư đâu mà hư quá này. Mọi người bật thức. Ôi trời, cầu khó lắm quá. Ôi trời. Cầu khó chịu quá rồi. Ôi trời. Nhìn gì quá. Nhanh nghe. Kéo tiếp theo. Kéo kéo kéo. Xong rồi đi. Đi rửa bát đi. Ôi trời ơi, chồng mấy con mất đấy. Ừ. Tao lấy cho vợ cho mày, sao mày quái nhập được thế à? Mày đi rửa bát đi. Xin lỗi nhau. Ôi trời ơi, chẳng quá hết con người. Cái thằng pháp sư đều rồi. Nào, bây giờ chắc nhau đây. Lọ này, chắc nhau gì nhỉ?